Hello cô chú ơi, sáng nay là chơi xì cay hôi xì dây dậy đi đi bơi nè cô chú. Mặc dù trời ở ngoài đang mưa bão nhưng mà bơi thì mình vẫn cứ bơi thôi, quan trọng là thần thái mà bảo chơi. Cậu mẹ ở đây là mẹ up today dễ sợ luôn á, mẹ cái giờ cái gì mà cũng biết luôn á, con hiểu không? Con hiểu không hả? Con hiểu không? Con hiểu là bữa nay là mẹ up to đây dữ không? Sao uống không? Uống không? Uống sữa đi, uống sữa miếng đi bơi, uống sữa miếng lấy sức đi bơi. Để chút mày ghé Whole Foods mua đồ ăn nha, mua đồ ăn sáng nha. Maybe after the swim class, stop by Whole Foods to buy some hot breakfast for her. She usually like the bacon and eggs and whatever. Nó thấy chưa, làm đổ rồi thấy chưa? Đây nè, mấy đây nè. Nè, cô chú thấy không? Ở trên xe cũng có bàn chải đánh răng nữa nè, đánh đi. Đánh đi. Chải đánh răng nó đánh đi. Thấy chưa? Mình là con răng miệng mình phải lúc nào cũng sạch sẽ, là mình nên mình phải chuẩn bị là bàn chải đánh răng mỗi lúc mọi nơi. Đi đâu mình cũng đánh được hết. Sao nữa gì nữa? Đánh đi. Rồi, sẵn rồi cái gắn gọi thổi luôn, gọi đi. Alo đi. Sao? Alo. Ừ. Chay đang đi bơi tới á, nó đang chạy xe tới nè. Rồi 10 phút nữa chay tới nha. Rồi đứng đây đợi chay đi rồi. Nằm 10 phút nữa tới, 10 phút nữa tới. Giờ gọi ai nữa? Gọi cố nha. Alo cố hả? Cố sắp qua chưa? Rồi gần tới không? Gần qua không? Cố gần cố gấp qua. Rồi. Vậy hẹn gặp cố nha. Rồi cấp máy. Rồi cố sắp qua rồi đó. Gì nữa? Ai gọi nữa? Gọi ngoại hả? Alo, ngoại hả? Ừ, con cháy nó đang đi bơi rồi ngoại. Ngoại sắp qua chưa? Chưa hả? Ừ, thôi ở đó đi. Ngoại chưa qua. Mẹ bữa nay bị khùng quá cháy. Anh coi giờ gọi ai nữa? Gọi bà Bảo nha. Alo. Ừ, bà Bảo xỉn rồi hả? Rồi xỉn thôi ngủ đi, để Quỳnh với Chay đi bơi nha. Rồi, xỉn ngủ rồi. Gì nữa? Thôi con gọi đi, giờ con gọi đi, mẹ gọi vậy bốn người rồi. Gọi hoài, người ta chửi hết điện thoại rồi. Bây giờ gì nữa? Hứa gì nữa? Đây nè. Đó. No. Cái gì nữa? Hết rồi, hết đồ chơi rồi, trên đây có như đó vậy thôi. Nè, flush nè. Rồi, flush răng đi. Flush đi. Đó, cô chú ơi, chạy tới hồ bơi này nè cô chú. Hồi nãy đi vô trong phòng lúc mà thay đồ á, cái Ngọc nói bơi, cái nó nói bơi. Đó, chạy đó. Quan Chu Chi đó, ừ đó, Quan Chu Chi đó. Quan Chu. Trời đất ơi, giỏi ghê chưa. Trời đất ơi, nay Quan Chu Chi nhảy xuống liền. Ngay chỗ đó có cái bậc á. Quá dữ luôn, trời ơi, cô Vịnh nè, giờ Vịnh vô thành này, bơi kìa. Đó, vậy chưa. Đó, bây giờ nhà Quan Chu Chi nè. Hoa Chu Chi. Quá giỏi luôn. Mẹ bây giờ là nó xuống hồ là nó điếm quanh Chu Chi rồi, cái nó nhảy xuống mẹ. Nó ớn ăn không? Mẹ con quay lại nè để ngày mai lên coi. Quanh Chu Chi là cái bơi liền, nhảy xuống liền, nó đang đứng trên cái thành đó. Cái con này là sắp rồi nè, con này là sắp tự bơi được rồi nè. Mà cũng chưa thì sắp thôi. Vài tháng nữa thôi, cứ bắt mà đứng lên cái thành đó mà nhảy xuống là tự động nó đá được cái chân là cũng sắp rồi đó. Gì mà à, bữa con làm cái bắt đầu tự ấy rồi, bắt đầu về tự luôn rồi. Con nói con này hả, ai giữ nó, con nói thiệt cũng dễ còn hơn cái gì hết thảy. Chưa thấy đứa con nít nào dễ y như đứa con nít này thì nói đây. Không phải con mình mà mình nói. Ăn cũng tự ăn mà ngủ cũng tự ngủ, không bao giờ nhõng nhẽo ha, khóc ha, ấy hay làm cái gì. Cái nào đúng y chang cái đó. Biết thân biết phận biết không? Biết thân biết phận, mẹ không có nhà có ai đâu mà ấy. Tội chứ, tính ra tội vậy phải. Nói mới con nói đó, mới có 19 tháng mà đá như trái banh nữa đó.
chuyển hết tới người này, tới người kia, tới người nọ. Nó là mong mốt là đứng lên, nó mốt lên là thành dần 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 đông nhiên đá banh chuyên nghiệp. Nào giờ chơi chiêu gì mới nè. À, lặn xuống mò cá đó, lặn xuống mò cá bắt cá đó. Đó, lặn xuống được rồi, thấy chưa? Cô chú thấy hay chưa? Lặn xuống mà cái khuôn mặt không biến sắc luôn mà. À, giờ lên bờ làm gì đó. Là đâu đó? Đi đâu? Đi đâu à? Vỏ quanh chu chi đó, quanh đi lấy đồ, bà cô bắt kêu đi lấy đồ lụm cá. Alo Hà Gơ kìa. Ờ, dữ chưa, thảy nước luôn. Quanh chu chi bơi mà đeo mắt kiến sao bơi, trời ghét nhất là thằng nào đó ghét nhất bị cận mà bị trời mưa hàng sao cái instructor của chay á hả, bơi đeo mắt kiến cái cận nặng lắm á. Rồi, rồi lên bắt cá nữa. Đó giờ đứng đó trợ trợ rồi nè. Tự nhào lên luôn á, khỏi ai bự đít á. Dữ chưa? Trời. Rồi, lật xe em bé. Nó không có lúc nào mà biết cẩn thận cho con hết đó cả. Sợ rồi đó, là vợ làm nó sợ rồi, đâu dám lên nữa đâu chứ. Bởi vậy giờ ngồi đứng đó nhìn mấy bạn kia đang đó, chụp người high five kìa. Cái bà đứng đằng sau lưng là biết gì không? Là mới vô đó, mới vô đi về để học nghề đó. Cái bà kia chỉ kêu làm gì làm đó, là trend đó, đang trend. Đó, bây giờ nó nằm cái mà động tác nằm này đặng chay nó ghét lắm nè. Nó cứ ngồi dậy không mà nó mới thích nằm. Khó chịu nó. Đó, thấy không? Nó không chịu không? Ba nó dở chứ phải chỉ lên nó kêu nói sầm sàm với nó, nói con bà bị sát, bà bị sát đú trên chân nhà kìa, cho nó nhìn lên. Trên chân nhà có bà bị sát đú nè cô chú. Đó. Ui đó, cô chú thấy chưa? Giỏi quá. Trộn rồi trời. À, giỏi dữ rồi ta. Chay này là xuất sắc à. Thấy không? Thấy con ta không? Con ta ngồi kìa. Đó, con ta ngồi bình yên không? Bà bà đứng. Đó, phải khác người vậy đó. Đúng rồi, con của mẹ là phải khác vậy đó, nghe chưa? Đó. Trời, có cái bụng đó kìa. Bụng. nhìn ở trong chay trong video á, hù dữ lắm nè. Là ít có hù lắm á. Đó. Nhìn trong video là thấy là bụng dạ đầu tay chân là nhìn ít có hù lắm nha. À, chay tự động lại cái đó luôn kìa, chứ ba có dịnh nó sang tí tay mà. Trời ghét cái cây xanh xanh này ghê á, ngồi cứ quay nó cứ bị chỉ cái cây xanh xanh này. Dữ ta. À. Không kéo áo cho nhỏ xuống nữa, phải vậy. Chu chi. Yeah.
rồi. Nãy cô chú thấy em chay ở phòng bơi, bây giờ em chay về nhà nè. Em chay tắm rửa sạch sẽ nè, nãy mẹ làm đổ cái bịch dây thun cột tóc đó rồi, vậy bây giờ là cô tắm phải đi cô tắm phải đi nhặt nhặt lại từng sợi thun nè. Cô chú thấy chưa? Đi đâu cũng rinh cái unicorn này theo quá đó. Đó, cô chú thấy cô tắm đang ngồi nhặt từng cọng thun vô cho mẹ không? Mẹ nói con lụm vô cho mẹ đi. Đó, cô tắm ngồi cô tắm nhặt đó. Cô tắm nhặt xong cô tắm đổ ra lại. Rồi cô tắm nhặt lại, cô tắm này cực lắm. Con cho cô chú cột tóc chứ. Chị đi. Cột tóc đâu đây nè, bỏ vô lụm bỏ vô. Cho cô chú cột chứ. Đây nè, lụm bỏ vô. Này cho cô chú cột với không? À, đi kiếm đó, đi kiếm từng cọng, đi nhặt từng cọng đi để lụm bỏ vô cho mẹ đó. Cô chú thấy cô tắm của mẹ giỏi chưa? Nè, tắm của mẹ nè, đó. Bỏ vô đi con, lụm thun bỏ vô. Nhanh lên. Bỏ vô đừng có đừng có gom hết, bỏ vô trong cái party của con nha. Đấy, đó, nó cái nhìn đó, nó nhìn cái đó đó. Đừng có gom hết bỏ trong đó nha. Rồi, đứng lên đi đi. Đi con. Đi. Không rớt đó. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. Để lên, nhảy. Yêu ăn tầm bậy. Ôi ơi. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. Sao cái gì á? À, cái đĩa hả? Cái đĩa để nhảy wheel hả? Con ngồi tướng nè, con ngồi tướng nè. Chạy đi. Mama đúng rồi. At night she's screaming. Mà đúng rồi. Thôi đừng có lôi mấy cái đồ đó ra nữa, mẹ mới dọn xong. Bỏ vô đây con, cất con bỏ vô cho mẹ đi con. Chạy. Ở đằng sau lưng con kìa, con lụm vô con bỏ vô cho mẹ coi. Trời ơi giờ đó. À này nè. Ồ cái này cái gì đây? Wow, Mario nè. Trời ơi cái ông này ông ghê lắm. Có con thấy cái mặt ông ghê không? Em cất ông đi. Em cất ông đi. Hung ổng cái đi cất. Chạy đi, hung ổng cái đi cất. Lên ghế nằm đi con. Ghế nằm đi, lên ghế nằm đi. Ghế nằm đi. Đó, bỏ xuống mới lên ghế nằm thấy được không? Giữ chưa đây nè, coi nè. Nè chơi nè. Gì hình nước cục rồi. À, sao bị đứng cục rồi? Wow. Dữ rồi ta. Gác chân lên. Đúng rồi, gác lên. Wow, dữ rồi ta. Con đó con gì? Con gì? Là con gì? Con cá. Con nói cá. Nói cá đi con. Nó mới gọi đầu xong cho chay đó, cô chú đi bơi về lúc nào là cái đầu tóc nó cũng bị rít chịch à, nên phải về phải gọi đầu liền, lại liền, tắm liền. Say, con nói đi, say. J-A-D-E. Jade. Say, J-A-D-E. Jade. Hỏi cô chú có biết đọc tên con chưa? Yeah, J-A-D-E. E, yeah.
Đọc đây, đọc đi. J D A D E. Đúng rồi. Con đọc đi. J A D E. Jade. Đọc đi. Cô chú có ai biết spell tên con chưa? Một, ba, bốn, ba. Đúng rồi. Chu. Qua. Chi. Po. Đúng rồi. One, two, three. Gì vậy? Gì vậy? Làm gì? Trời ơi trời, làm gì nữa đây? Giờ làm gì nữa đây? Trốn hả? Peekaboo. Peekaboo. Ôi trời 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 trời. Nhẹ nhẹ thôi chứ tự nhiên sao tự nhiên leo lên bàn này nằm. Ngủ nha, ơi ngủ đi, ngủ đi. Nằm chứ nằm đó ngủ đi. Ngủ đi con. Ừ đó, ngủ đó. Trời ơi. Nó khò đó. Ngủ đi con. Đó, cô chú thấy em chưa? Cô chú thấy em ngoan chưa? Thôi uống sữa không? Nè, sữa nè. Uống sữa đi. Rồi. Rồi uống đi. Đừng nói, đừng nói tôi nó leo nó lên nó nằm nó uống sữa nha. Là tôi lại nó luôn á. Nó coi làm gì. Trời đất ơi, kêu đi ngủ cái rồi đi leo lên đó rồi giờ ngồi lên đó uống sữa. Trời ơi, coi nó nằm xuống hay gì. Nằm đổ sữa kìa. Trời ơi, chay ơi, chay té chay ơi. Trời ơi, sữa đổ không rồi kìa. Yêu, look. Giờ ngủ không? Đây nè, lên ghế nằm uống sữa đàng hoàng. Đi, bước lên ghế nằm uống sữa đây. Bước lên ghế nằm uống sữa. Ngồi lên ghế đàng hoàng. Uống sữa xong đi ngủ, lại lên. Này, uống sữa đây, đúng rồi. Giữ giờ dân chơi mà. Đó. Khăn khăn, chịu miệng. Trời ơi, nó đi vòng tròn chứ vậy trời. Chóng mặt cô chú này chơi. Chóng mặt. Rồi nó chạy đó, nó chạy chóng mặt anh ta cười đó. Đây đây. Đây đây mẹ chú uống này nè, ngồi ghế. Sit down please. Nó có ngồi ghế kiểu được không? Có kiểu bình thường, nó đâu có đi. Con này là cái chuyện ngồi xuống ở im đó. Tay đâu, giơ tay lên. Giơ tay lên mẹ coi coi. Ngồi xuống rồi, làm gì vậy? Gì vậy? Ngồi xuống. Sit down please. On the chair. Lên ghế ngồi, lại lên. Chân, không chân mẹ đẹp đâu, chỉ mẹ coi, chân mẹ đẹp đâu. Đẹp không? Rồi ngồi ghế thì mẹ cho, ngồi ghế thì mẹ cho. Con tên gì? Con tên gì? Con tên gì? Mấy tuổi rồi? Chu, đúng rồi nè, chay, say uống đi say. À. Coi chừng đổ sữa nghe, đổ sữa mất công là tôi dọn nữa nghe. Ôi, coi cái mỏ uống kìa, cái mỏ uống kìa. Cái tóc thấy mệt dễ sợ luôn cái tóc luôn á. Tóc mỗi lần mà tắm xong á thấy nó sạch sẽ, nó bồng bềnh thức. Không. Trời đất ơi, thấy chưa? Sữa văng lên mặt. Trời ơi. Đó. Ai mượn con? Mẹ nói uống là phải ngồi đàng hoàng uống cái đó là đâu có được mà nằm chơi cái kiểu đó. Rồi, xong luôn thấy chưa? Mới nói mà. Thôi được rồi, để mẹ lấy khăn chùi. Nè, chùi đi. Chùi miệng, chùi mặt đi. Rồi chân đâu? Chân nãy chân dính đâu? Có tay dính không? Được xè tay ra mẹ chùi. Đưa tay đây mẹ chùi. Ơ con ngon kìa.
muốn đàng hoàng. Ngon không? Khoái khoái hút uống cái sữa đó hả? Ngon quá. Uống hết bình đó đi ngủ nghe chưa? Ngủ rồi chiều chơi nghe chưa? Nha. Đúng rồi. Ở đây có cái kẹp không ta? Hay kẹp đâu rồi? Tém cái tóc lên bớt. Nhìn đầu tóc rồi mệt quá chà. Kẹp nó mất tiêu rồi. Oh, she's whipped a cycle. Thôi nè, chùi cho mẹ đi. Xuống chùi đi, đúng rồi. Té nha, ngồi chùi đàng hoàng. Trời, nó làm biếng đó. Con này làm cái dây nào cũng một lần một tay làm biếng nè. Đó, đừng nói nó lấy chân nó chùi nha. À, được, được. Rồi đạp lên cái chân, đạp lên sữa cha rồi. Mất tiêu rồi. Rồi, cái chân dính sữa không? Chân sữa không bây giờ phải làm sao? Đúng rồi, chỗ đâu có sữa nữa, chỗ đâu dính sữa nữa, dưới chân con kìa. Dưới chân kìa. Chùi đi. Good job, chạy đi. Rồi dưới chân nữa, đây nè, bây giờ nè. Để này xuống, lấy chân dậm lên. Đó, chùi. Chùi vậy nè. Đó, chơi mà theo phong cách làm biếng là đứng chùi vậy nè. Chùi vậy nè. Rồi, sạch rồi đó. Rồi, chùi vậy đó. Thấy không? Chứ đâu cần phải lấy cái tay xuống đâu, cái chân lấy cái chân chùi 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 vậy nè. Thấy chưa? Thấy mày chỉ con cách làm biếng hay không? High five. High five coi. Không high five hả? Trời ơi, chỉ cách làm biếng mà buồn rồi cô chú. Cứ mặc cái mặt như bánh bao chiều không? Chỉ cách làm biếng mà buồn. Ngon không? Uống nữa không? Không muốn nữa đi ngủ nha.